OK, đó là do ý cho anh đỡ chú chị mong bé chị tạo lợi cho chia cho chúng bạn người bé nào. Bắt đầu dạy đó cho tuân theo luật sư đời và nhiệt cả chú chị mong. Dạ. Giờ các chú mua sư phụ là do các tổ sư phụ nhà đê. À. Các chú mua thằng mua gì, chú mua cái ti bác hay con. Là bé chị tạo cho đó nó cho các cậu dùng gì hàng lợi. Đó là mua đỡ chị sai để ra chung đỡ căng, đỡ khởi công mua tí gì. Sa sầu bé chú mua đỡ nâng dây đỡ cái chân đã khỏe tí gì thế. Nè, tất nhiên là nó do cho đỡ căng thế. Và nên nó đỡ mong dư, đỡ khởi công, một trong đỡ ra chung chỉ sai tí gì. Nhờ cái nhiệt cầu thế, cho xe đê xong đó xong đỡ tôi là bé. À, bé mua phong xa tôi có chỗ xí hợp, tôi ngay chỉ kỳ phân phân dị xứ nè. Bé ua lợi, bé ua đỡ xe đỡ cầu cầu tàu. Bé ua chỉ cầu lý dàn tế lọ thở ú lợi, bé cầu lý tế lọ xân xế lọ nè. Bé ua có nhân nhuân, chỉ nhân nhuân, lọ khai nhân nhuân, tôi chỉ tỏ nê cầu lợi. Ở đó nê tù cầu ngay xí á dung dị, nè, tỏ tàu rung. À, là nó nhớ ý chẳng tàu. Mong nông cái trận chẳng đọc bế hành mong. Và nên hông chẳng xí cho cháu chê.